Nam mô A Di Đà Phật, con kính xin thầy Diệu Âm từ bi khai thị cho vợ của con là Vũ Thị Thu Hương 47 tuổi. Vợ con bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, di căn toàn thân bác sĩ đã trả về. Gia đình con đã mời ban hộ niệm Lĩnh Lam trợ niệm, trợ duyên cho vợ con. Con và gia đình tin tưởng nghe lời, làm theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm. Ban hộ niệm đã hộ niệm cho vợ con được một tuần, khiến vợ con rất tin tưởng, niệm Phật, quyết lòng cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Từ khi được hộ niệm, tinh thần của vợ con rất vui vẻ, thoải mái. Vợ con nói không sợ chết, không sợ bệnh, không còn giận hờn ai, nhưng chắc vẫn còn thương chồng con nhiều. Chúng con sinh được hai cháu, một gái và một trai. Các cháu còn trẻ, một cháu học lớp 12 và một cháu học lớp 10. Các cháu tuy chưa tin sâu nhưng ủng hộ mẹ niệm Phật vãng sinh. Bây giờ vợ con rất yếu và mỗi khi cơn đau lên thì vợ con không niệm Phật được. Những lúc như vậy, con đã dùng một liều thuốc giảm đau cho vợ con để qua cơn đau. Vợ con là người rất hiền lành, thật thà, chất phác. Vì dịch bệnh phức tạp, ban hộ niệm không đến được để nhận ca hộ niệm. Chính vì vậy, chỉ hộ niệm qua Zoom, gia đình chúng con cũng nghe theo lời hướng dẫn của ban hộ niệm, cũng quyết làm hộ trì cho vợ con. Con kính xin thầy từ bi khai thị cho vợ con, để cô ấy tin sâu hơn, nguyện thiết tha hơn, để đời này vợ con có phúc phần vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Con xin thầy điều giải chư vị pháp giới của vợ con, gia đình con thành tâm xin cảm niệm công đức của thầy Diệu Âm và ban tổ chức đường Zoom. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chị Vũ Thị Hương đang có nghe rõ Diệu Âm nói chuyện không? Nghe không chị? Có à, nghe giữa tay lên coi, báo hiệu coi, ráng lên. Đấy, bắt đầu cười cười là đó, được rồi, được rồi. Cười lên được không? Ráng cười lên đi. Hay là đau quá cười không nói rồi. Chị Hương ơi, chị thương chồng, thương chồng, thương con. Đó là cái tâm hạnh của một người vợ đáng quý vô cùng. Chị nếu thương chồng thì người chồng của chị đã đưa cái thông tin này lên cho Diệu Âm. Người chồng của chị tha thiết được người vợ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì đúng là người chồng đại đại quý rồi. Có phải là anh đang ngồi đó không? Đúng không? Ừ. Đúng không anh? Đúng. Diệu Âm thành thật mà kính mến anh lắm đấy. Chị Hương ơi, không dễ gì trên đời này mà mình gặp được một người chồng hiểu đạo như người chồng của chị Hương đâu. Nếu anh là một người không hiểu đạo thì nhất định trong giờ phút này anh âu sầu, anh lo lắng, anh làm cho chị phải phiền não đủ thứ mà lo âu đủ thứ. Và chính cái tình cảm này kéo chị ở lại trong cảnh lúc đạo khổ đau và đời sau hình như đặt danh đặt tánh ở trong tam ác đạo rồi. Ấy chính mà người chồng của chị đang thành tâm mong muốn cầu cho chị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chị Hương ơi, đây là do cái thiền căn phước báu rất lớn mà chị gặp được một người chồng đáng quý như vậy. Cho nên đầu tiên Diệu Âm xin tán thán người chồng, thực sự tán thán anh đấy. Chị Hương ơi, đời này rõ ràng khi mình sinh ra là theo nghiệp để mà sinh ra, sinh ra để tạo nghiệp rồi sau cùng theo nghiệp mà thọ nạn. Trong khi may mắn rõ ràng là chị đang bị nghiệp ứng hiện bằng cái gì đấy, ung thư phải không? Từ ung thư này nó chuyển sang ung thư khác, rõ ràng là báo cáo cho mình, báo cáo cho chị Hương biết rằng cái thọ mạng của mình không còn dài nữa đâu. Có nghĩa là báo cáo cho chị Hương biết cái kiếp gọi là
phàm phu tội trưởng khổ đau của chị trong đời này sắp sửa chấm dứt. Nếu trong cơ hội này mà chị ngộ ra đường đạo, quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì chính những cơn đau này, chính cái những bệnh ung thư này, nó là đại cứu tinh cho chính chị Hương, giúp cho chị sớm chấm dứt cảnh khổ đau của cuộc đời theo nghiệp thọ nạn, mà giúp cho chị theo cái nguyên lực trở về Tây Phương thành Bồ Tát bất thối đấy. Thì thấy rõ ràng không? Tại sao từ trước tới nay ta không trở về Tây Phương Cực Lạc được? Tại vì ta chưa gặp được một cơ hội gọi là tùng nguyện vãng sanh thành Phật. Hôm nay chị gặp được cái cơ hội gọi là tùng nguyện vãng sanh, chứ không phải là tùng nghiệp thọ báo. Từ vô lượng kiếp qua chúng ta cứ tùng nghiệp thọ báo, tức là theo nghiệp khổ mà chịu khổ. Hôm nay mình nghe lời Phật dạy, biết được cái đạo Pháp tùng nguyện rồi, tức là hãy thanh tâm niệm Phật, cầu nguyện trở về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật, tức là chị không còn theo nghiệp thọ nạn khổ đau trong đời sau, mà theo cái nguyện ước về cõi Phật để thành Phật. Chị Hương ơi, nghe rõ điều này nhé, quyết lòng tin tưởng nhé. Hàng ngày ở tại Việt Nam đã có không biết bao nhiêu người đang ngộ ra cái đạo Pháp này. Họ đã niệm Phật và nguyện vãng sanh. Họ đã theo nguyên lực của mình muốn về Tây Phương, và cộng với nguyên lực cứu độ của A-di-đà Phật, mà từng ngày đều có người chấm dứt cuộc sống khổ đau, trở về Tây Phương hưởng đời an vui hạnh phúc, không còn sanh, không còn tử nữa. Nếu mà chị Hương nghe những lời này, tự nhiên trong lòng của mình khởi lên một cái ý niệm vô cùng tha thiết, sớm đi về Tây Phương, mong cho mình đi sớm ngày nào hay ngày đó, thì chị Hương sẽ hưởng được một cái quả báo vĩ đại trên cõi nhân sanh vũ trụ này mà chính ảnh chưa nhận được, chính Diệu Âm này cũng chưa nhận được. Nên nhớ cho. Cho nên hay một cái là chị đã gặp được ban hộ niệm đến giúp, và chị cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đây là do thiện căn quá lớn của chị Hương đã tu được trong nhiều đời nhiều kiếp mà không hay. Bây giờ mới ngộ ra rõ ràng là có những người sẵn sàng đi làm vật như chị Hương, mà nhiều khi người ta bỏ quá, uổng quá. Mong cho chị Hương nghe những lời này, quyết lòng một cơ hội này phải đi vãng sanh, không bỏ qua, không để lướt qua. Chịu không chị Hương? Chị Hương ơi, chịu không? Chịu thì giơ tay lên coi, vững vàng lên coi. Giỏi lắm, giỏi lắm. Ông xã cô chị Hương ơi, quyết lòng cứu giúp người vợ của mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không phải anh? Nếu quyết lòng, anh cũng giơ tay lên và vỗ tay tán thán hai vợ chồng luôn đi. Nhớ nhé chư vị, quyết lòng. Một khi quyết lòng như vậy, A-di-đà Phật quyết lòng cứu chị Hương, chư Bồ Tát sẵn sàng phóng quang bảo vệ từ giờ phút này cho đến ngày chị buông thân xác trần tục này, chấm dứt khổ nạn, trở về Tây Phương thành đạo, hướng đời vô sanh vô tử, thần thông đạo lực rợp trời, phước báo của chị lúc đó tràn ngập vũ trụ. Vậy thì chị Hương ơi, thấy có vui chưa? Vui không vậy? Mỉm cười được chưa? Thường thường khi ngộ ra con đường đạo, tự nhiên bao nhiêu người cảm thấy khổ sở vì căn bệnh, chính mình lại cảm thấy hân hoan vì căn bệnh. Diệu Âm thường nói, chư tổ mà muốn được vãng sanh, các ngài bỏ ra cả một cuộc đời từ nhỏ cho đến lớn,
gần 70-80 năm trường khổ hạnh tu hành, mà có những vị mà tu niệm Phật đến nỗi mỏi quá chịu không được, các ngài phải dính cái trụ để mà đứng, không dám ngủ để mà niệm Phật vãng sanh. Mình ít tu, mình tạo nghiệp, mình chịu khổ một chút, nếu mình quyết lòng trong cơ hội này đi vãng sanh thì cái cơn khổ của mình so với chư tổ chịu khổ hơn mình nhiều lắm, mới giữ trì được cái thời điểm mình ra đi. Không ngờ chính cái bệnh ung thư này đã báo cáo cho mình sắp sửa chấm dứt khổ đau rồi, sắp sửa chấm dứt cái phận phàm phu rồi, sắp sửa đi làm Bồ Tát rồi. Chị Hương có hiểu không? Hiểu không chị? Vững vàng lên nhé. Vậy thì mong cho chị quyết lòng quyết dạ, mình ở trong cảnh Covid ban hộ niệm đến không được, không sao, có thể nhờ cái đường Zoom mà người ta hộ niệm. Mình cứ vui vẻ nhớ là ban hộ niệm dặn dò điều gì, xin thực hiện đầy đủ điều đó. Nhất định chị Hương sẽ chuẩn bị đi làm Bồ Tát, quyết định như vậy. Và mong ông xã quyết chí vui vẻ ủng hộ tinh thần người vợ mình để không có gì trở ngại cả. Quyết chí đưa người vợ đi làm Bồ Tát, rồi sau này mình cũng đi về Tây Phương làm Bồ Tát với nhau luôn. Vui không anh? Hiểu không? Vui thì giơ tay lên vỗ tay đi. Nhất thiết nhé, vững vàng nhé. Phật dạy nhất định đúc, lời Phật dạy nhất định không sai. Đại nguyện tu Phật cứ vô lượng vô biên chúng sanh. Một mình như chị Hương không phải là ngoại lệ. Chỉ có mình bỏ Phật thôi, không bao giờ Phật bỏ mình đâu nhé. Nguyện chỉ lên nhé. Nguyện mong chư vị trong Pháp giới thấy những người đang ngộ ra con đường đạo, thì tự mỗi người chúng ta cũng sớm ngộ ra con đường đạo, mau mau niệm Phật khổ niệm cho nhau để cùng về Tây Phương thành đạo chư vị. Đừng nên chần chừ ở tại đây mà tạo ra cảnh khổ. Luôn qua cơ hội này, vô lượng A Tăng kỳ kiếp sau này chư vị chịu khổ, biết ai cứu độ đấy. Mong chư vị cùng nhau niệm Phật hộ niệm giúp cho Vũ Thị Hương, Vũ Thị Thu Hương vạn sanh thành Phật. Chị Hương quyết lòng đi về Tây Phương để cứu độ nhau nhé. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt gia đình cùng ban hộ niệm, chúng con xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn khai thị, và mong chị Vũ Thị Hương tâm lực mạnh mẽ, tự tại trước bệnh khổ, tùy nguyện vãng sinh, tùng nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Ban tổ chức cùng toàn thể đại chúng rất mong chờ tin vãng sinh của chị. Nam mô A Di Đà Phật.